cô con gái mà gia đình tài phiệt tiêu tốn 6 tỷ để tìm về lại là hàng giả. Xi'an sau khi biết sự thật thì nội tâm dằn vặt không thể tiếp nhận sự thật này. Để chuộc tội, mỗi ngày cô đều làm việc thâu đêm suốt sáng. Cuối cùng dưới sự nỗ lực của Xi'an, ngày kỷ niệm công ty tròn 40 năm thành lập cuối cùng đã diễn ra. Tất cả mọi người chậm rãi tiến vào hội trường, mà tiết mục chính trong hoạt động này là màn trình diễn của thợ nhuộm được Xi'an mời từ trên núi xuống. Một tấm vải bình thường qua đôi bàn tay của nghệ nhân, nhúng vào thùng thuốc nhuộm, dưới sự chứng kiến của mọi người, một tấm vải trắng bình thường đã lập tức biến thành tấm vải lụa hoa văn cao quý. Khách mời xung quanh sau khi được chiêm ngưỡng một loạt các thao tác chuyên nghiệp thì đều vỗ tay tán thưởng. Xi'an thấy vậy cũng không khỏi kinh ngạc. Trong sự kiện, Xi'an luôn âm thầm bảo vệ an ninh trật tự trong hội trường. Từ đằng xa, Do Kyung vẫn luôn dõi theo cô. Khi Do Kyung tới hội trường kiểm tra vải nhuộm đã khô hay chưa, anh lại phát hiện sản phẩm mới quan trọng lần này đã biến mất. Do Kyung vội gọi điện thoại thông báo với Xi'an. Sau khi cô tới nơi, Do Kyung kêu cô mau liên lạc với thợ nhuộm kia làm một tấm mới. Xi'an lo lắng nói thợ nhuộm sau khi dùng bữa trưa xong đã rời đi. Cô vội vã gọi điện cho đối phương nhưng không được. Tình thế vô cùng cấp bách, nếu không tìm được tấm vải thì sự kiện mà cô và mọi người đã dày công chuẩn bị suốt mấy tháng nay sẽ tan thành mây khói. Do Kyung nổi trận lôi đình vì tấm vải bị mất, khiến cho mọi người không biết phải làm sao. Bởi ai nấy đều biết rõ tính nghiêm trọng của sự việc. Bên này tin tức cũng đã truyền tới tai các lãnh đạo cấp cao. Chuyện xui rủi liên tiếp ập tới. Vải mới được phía công ty đối tác điều tới, do bị kẹt xe nên không thể tới đúng giờ. Mà lúc này Xi'an cũng biến mất. Mọi người có mặt nơm nớp lo sợ. Khi sự kiện sắp bắt đầu thì Xi'an bất ngờ cầm một tấm vải đi tới. Thì ra khi nãy, cô nhớ lại chuyến lên núi khi đó, thợ nhuộm đã đưa cho cô một tấm vải. Cô vội lái chiếc xe chở hàng đậu ngoài cửa, đội mũ bảo hiểm rồi vặn ga 120 km/h, phóng một mạch về nhà lấy vải. Do Kyung sau khi biết chuyện thì vô cùng kinh ngạc, bởi vì khoảng thời gian từ đó tới công ty khó mà có thể tới kịp, mà Xi'an lại có thể làm được. Nhìn vết thương trên chân cô, anh đã hiểu ra tất cả. Cuối cùng dưới màn trình diễn của các người mẫu, sự kiện đã diễn ra thành công mỹ mãn. Chủ tịch cũng rất hài lòng với sự kiện lần này, ông liền thưởng nóng cho bọn họ 100 triệu won. Mà Nô cũng rất hài lòng với Xi'an, nhưng cô lại luôn cúi đầu vì áy náy. Buổi tối mọi người cùng nhau tụ tập ăn mừng. Xi'an chịu áp lực trong một thời gian dài cũng đã uống vài ly. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Do Kyung kêu Xi'an đứng đó chờ mình. Sau đó anh bắt taxi cho những người uống say về trước. Khi Do Kyung quay lại thì đã không thấy Xi'an đâu nữa. Khi anh chuẩn bị rời đi, bỗng trông thấy cô ngồi dưới đất. Cảnh này khiến anh có chút đau lòng. Do Kyung đi tới trước rồi quỳ xuống bên cạnh Xi'an, bởi vì sau hôm nay cô sẽ rời khỏi công ty, đồng thời sẽ nói với hai vợ chồng chủ tịch chuyện mình không phải con gái ruột của bọn họ. Nghĩ tới đây, Xi'an không khỏi sợ hãi. Nhìn cô gái kiên cường hiểu chuyện trước mặt, Do Kyung không kìm được mà đưa tay lên xoa đầu cô. Anh biết bản thân mình đã bị Xi'an thu hút. Xi'an cũng biết rõ bọn họ sẽ không có tương lai. Do Kyung lau nước mắt cho cô, nén đau nói với cô một câu: chúng ta đừng gặp nhau nữa, vĩnh viễn không gặp lại nhau. Nhưng cuối cùng vẫn đặt một nụ hôn lên môi cô. Đột nhiên ánh đèn xe chiếu tới đã đưa bọn họ trở về hiện thực nghiệt ngã. Thì ra là thư ký tới đón bọn họ trở về. Trong mắt thư ký, hai người là anh em ruột. Trông thấy cảnh này, anh ta cũng không dám tin vào mắt mình. Sau khi định thần lại, Xi'an ngượng ngùng chạy khỏi hiện trường. Trên xe, Do Kyung giải thích mình đã uống quá chén. Bên này, chủ tịch cho nhận được một bức thư. Trong thư viết Xi'an không phải con gái ruột của bọn họ. Tới đây, ông bỗng nhớ lại những biểu hiện bất thường dạo gần đây của Xi'an. Sau đó ông gọi quản gia tới, truy hỏi quá trình tìm được Xi'an khi đó. Quản gia nói khi đó lấy được hai chiếc bàn chải đánh răng đem đi xét nghiệm DNA. Một trong số đó có DNA của Xi'an. Khi phu nhân từ nhà họ Seo đi ra, liền xác định Xi'an chính là cô con gái đã mất tích của mình. Chủ tịch cho hỏi sau khi vợ về có làm lại xét nghiệm DNA hay không. Quản gia trả lời không có. Nghe tới đây, ông càng tin vào tính chân thực của bức thư kia. Thế là ông lặng lẽ tới phòng Xi'an, lấy tóc của cô và đồ dùng của mình rồi tới bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Nhờ cả vào anh. Được rồi. Hôm sau khi đi làm, để hóa giải sự ngại ngùng tối qua, Do Kyung đứng trước cửa xe luyện tập chào hỏi Xi'an nhiều lần. Chào buổi sáng Xi'an. Sau đó trong thang máy, chào buổi sáng Xi'an. Không ngờ cửa thang máy mở ra, vừa trông thấy Xi'an, Do Kyung bất ngờ giật mình lùi về sau, nhưng cô lại tỏ ra chưa có chuyện gì. Xi'an chào hỏi anh một cách rất tự nhiên, cả hai đều nói tối qua mình uống quá chén, sáng ra đã quên hết mọi chuyện tối qua. Do Kyung luôn nhớ tới vết thương trên chân Xi'an, nên anh đã chuẩn bị thuốc mang tới công ty đưa cho cô. Xi'an nhận thuốc nói lời cảm ơn. Sau đó cô lạnh lùng ra khỏi thang máy. Khi mọi người thảo luận về sự kiện hôm qua trong buổi họp, bỗng phát hiện Ha Jung xuất hiện ở nơi phơi vải. Lúc này mọi người mới biết cô ta chính là kẻ đã trộm mất tấm vải. Lúc này Ha Jung cũng bước vào, lý lẽ hùng hồn nói hôm nay mình tới là để đưa đơn thôi việc. Do Kyung tức giận nói: ai cho phép cô thôi việc? Ha Jung trông thấy Do Kyung như vậy thì rén ngay lập tức: giám đốc lôi bức ảnh ra hỏi đây có phải cô không? Nhưng cô ta sống chết không chịu thừa nhận. Cuối cùng dưới sự bức ép của mọi người, Ha Jung đã thừa nhận hành động trơ trẽn của mình. Cô ta nói là do bản thân đố kỵ với Xi'an, vì muốn hủy hoại cô ấy nên mới làm vậy. Dựa vào đâu mà Xi'an vừa quay lại đã được giao trọng trách? Xi'an nghe những lời này thì cũng bắt đầu cảm thấy áy náy.
Ha Jung hùng hổ nói mình sẽ đền bù tổn thất của công ty. Do Kyung thẳng thắn nói, tổn thất công ty, cô chắc chắn sẽ phải đền bù. Nhưng phường trộm cắp như cô, phải để cảnh sát giải quyết. Ha Jung nghe xong lập tức hoảng sợ. Lúc này người của bộ phận pháp lý bước vào, rồi đưa cô ta tới đồn cảnh sát về tội trộm cắp của công. Ha Jung lúc này mới biết sợ, vội nói bố mình là chủ tịch Yoon, nhưng vẫn không nhận được sự tha thứ của mọi người. Hôm sau khi thu dọn tàn cuộc của sự kiện, Do Kyung không thể rời mắt khỏi Ji-an. Anh âm thầm theo dõi cô làm việc rồi bất giác nở nụ cười ngây ngốc. Thế nhưng sau đó Do Kyung và thư ký đã ra ngoài nói chuyện. Bên này, Ji-an trông thấy trên đầu cô bé có một chiếc bàn là đang rung lắc. Thấy chiếc bàn là sắp rơi xuống, Ji-an vội vàng lao tới rồi lấy tay đỡ chiếc bàn là nóng, thì mới cứu được bé gái thoát khỏi nguy hiểm. Mà tay Ji-an cũng bị bỏng nặng. Khi Ji-an xả nước lạnh vào vết bỏng, bỗng cô nhận được cuộc điện thoại của Seo-win. Ban nãy khi Seo-win đang ngồi bên đường đã bị một người phụ nữ nhận là Tiểu Tam, sau đó đánh cô một trận. Seo-win không dám về nhà, cô ấy chỉ biết nhờ Ji-an tới giúp đỡ. Lúc này Do Ki-ung cũng gọi điện tới. Seo-win sợ anh trai sẽ biết chuyện, cô ta vội cướp điện thoại của Ji-an rồi cúp máy. Sau đó Ji-an đưa cô tới trung tâm thương mại chọn quần áo. Bên này Do Ki-ung không liên lạc được cho Ji-an, anh liền tới hội trường tìm cô, mới biết chuyện tay cô bị bỏng. Do Ki-ung vội chạy tới phòng y tế nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Anh hỏi nhân viên thì biết Ji-an đã ra ngoài, tưởng cô đã tới bệnh viện lớn, nên Do Ki-ung đã kêu thư ký liên hệ tới tất cả bệnh viện gần đây, hỏi xem có ai bị bỏng bàn là không. Còn mình thì chạy tới các bệnh viện lớn nhỏ tìm kiếm. Tôi đã liên hệ với các bệnh viện gần đây, nhưng cũng không tìm được. Điều này khiến Do Ki-ung không khỏi nôn nóng. Anh bỗng trông thấy Ji-an bước ra khỏi taxi. Cô tưởng kết thúc hoạt động đã xảy ra vấn đề nên vô cùng lo lắng. Ai ngờ lại bị Do Ki-ung quở trách, hỏi tại sao cô lại tắt điện thoại, khiến cho người ta lo lắng. Sau đó kéo bàn tay bị bỏng của cô lên xem. Ji-an vội nói chỉ bị thương ngoài da mà thôi, đồng thời giải thích ban nãy mình ra ngoài giải quyết chút chuyện. Do Ki-ung hỏi cô là chuyện gì, nhưng Ji-an đã đồng ý giữ bí mật giúp Seo-win, nên cô đã không dám nói ra. Không thể nói cho tôi biết sao? Tôi lo sắp chết đây. Sao lại không thể nói? Tại sao cô lại tắt máy? Anh, nhỏ tiếng thôi. Tại sao phải nhỏ tiếng? Chúng ta đang ở nơi công cộng đó. Lúc này Do Ki-ung mới cảm thấy thái độ của mình có hơi lố. Anh quay đầu thấy xung quanh có nhiều người như vậy. Lúc này Ji-an dường như đã hiểu ra gì đó. Do Ki-ung cũng thấy vậy. Hai người ngượng ngùng đi về hai hướng khác nhau. Ji-an trốn vào một góc. Cô cuối cùng đã xác nhận được tình cảm của mình, nhưng cô không thể, bởi cô lo sợ gia đình tài phiệt sẽ làm hại gia đình mình. Được rồi, tập phim này đến đây thôi. Các bạn nhớ bấm theo dõi để đón xem diễn biến của những tập phim tiếp theo nhé.